Mình dám chi hơn 3 củ cho bộ mô hình này. Ban đầu cũng đắn đo lắm á. Trong bộ có tổng cộng là 12 em bé và một em bí mật, nhưng mình chỉ có thể mua được 12 hộp thôi. Không hiểu sao mình rất là thích em Diamond, nhưng mà dòng tới dòng lui á, mình lại quyết định là mua cái bộ Pocky Festival này. Bởi vì trong một hộp, ngoài nhân vật chính ra, nó còn được kèm với rất nhiều phụ kiện. Mấy cái này á, nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà làm rất là tinh xảo luôn. Clip này sẽ không lồng tiếng nhiều, sẽ để cho các bạn nghe nhạc và nghe cái tiếng sột soạt khi mà mình mở các em nó ra nha. Được rồi, cho mấy bé đó lên kệ thôi. Những ai mà đã coi đến cuối cùng của cái clip này rồi á, thì các bạn hãy gợi ý xem bộ tiếp theo mà mình mua và unbox sẽ là bộ nào nha.